Đây là hiện tượng mà khi người người thao tác may nẹp nó hay xảy ra, may nẹp kẹp trực tiếp vào thân áo. Có nghĩa là một cái sản phẩm, đây là một bên sản phẩm đạt yêu cầu sau khi may xong. Và đây là sản phẩm lỗi mà may không đúng thao tác dẫn đến ảnh hưởng đến cái chất lượng nẹp. Nẹp vừa cong vênh này, cái độ cầm nhăn trên nẹp rất là nhiều. Bởi vì nẹp là có mếch, dẫn đến là khi may chúng ta làm không đúng thao tác dẫn đến thân sẽ bị giãn. Và cái nẹp nó sẽ bị thừa, nó lại bị cầm nhăn trên thân. Và cái nẹp không bao giờ đảm bảo độ thẳng, không bao giờ đảm bảo độ êm, nó vênh như thế này. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cái phương pháp may để đảm bảo ra được một cái chất lượng cái nẹp đạt yêu cầu, vừa thẳng vừa êm. Một sản phẩm nẹp đạt yêu cầu giống như mà cái hình đầu tiên tôi hướng dẫn, thì đầu tiên chúng ta phải làm là gì? Sau khi nẹp đã được là gập 2 mét, có nghĩa là cái chiều dài của nẹp và chiều dài của thân phải được bằng nhau. Nếu như chúng ta không đo trước để lấy dấu, có nghĩa là chúng ta sẽ khống chế được cái chiều dài của nẹp bằng với chiều dài của thân, thì sau khi chúng ta may lên nó mới đảm bảo là thân và nẹp êm phẳng bằng nhau. Có nghĩa là chúng ta phải đo giữa thân áo và nẹp, nẹp ở trạng thái phẳng và thân. Dài thân áo của chúng ta ví dụ như là 30 thì cái dài nẹp này cũng phải là 30 để đảm bảo là cái nẹp may lên đủ độ êm phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác may. Lấy dấu nha. Lấy dấu được khống chế này. Kẹp thân phải đúng vào cái vị trí mà chúng ta lấy dấu. Cố định đầu đây này. Mặc dù đã lấy dấu rồi nhưng mà trong quá trình may thì chúng ta phải có một cái thao tác rất là lưu ý, có nghĩa là khi mà đặt thân vào thì cái lá bên dưới này bao giờ chúng ta cũng phải có cái thao tác là hơi kéo nhẹ. Kéo nhẹ nẹp bên dưới trước, sau đó mới đặt thân êm. Giữ chắc và chúng ta lúc đấy mới đi. Đây, sản phẩm nẹp sau khi chúng ta đã may xong một cạnh. Hay nữa là còn một vấn đề nữa, cái nẹp nếu như chúng ta chỉ may cạnh bên này thôi thì nó có cái tác động của cái độ găng chỉ, thì bên này bao giờ nó sẽ bị nhăn và cầm hơn so với bên này. Bên này không có đường may khống chế dẫn đến là khi mình là thì bên này sẽ hay bị giãn và vênh. Nên là khi là nẹp thường thường là chúng ta nẹp cân thì chúng ta bao giờ chúng ta cũng phải mí hai cạnh để đảm bảo cái độ cầm, độ co của chỉ nó giống nhau, thì nẹp phải cân mới cân và thẳng. Khi mí bên này thì chúng ta cũng lưu ý là phải để êm nẹp và chặt. Đây là sản phẩm cuối cùng mà hai bên nẹp đều đã đạt yêu cầu, hai bên đều êm và không có cái độ vảnh như cái dạng nẹp lỗi của chúng ta lúc nãy. Là bây giờ đảm bảo cái độ êm, nẹp thẳng này êm và tất cả các vị trí đầu đều thẳng, không bị du nhọn và cũng không bị vênh các đầu. Trước khi chúng ta may vào cố định cái phần gấu thì đảm bảo là các bạn phải có thao tác đo hai bên gấu cho bằng nhau. Đây chúng ta nếu mà làm đúng phương pháp thì hai cái gấu này đã bằng nhau rồi. Nhưng có thể trong quá trình mình may nó có cái sự rung sai xê dịch một chút thì chúng ta vẫn phải có thao tác kiểm tra đo hai nẹp bằng nhau trước khi
may vào sản phẩm.